Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên những cái giò lan đẹp để cho các bác sưu tầm nhé. Đây là chồn rời nhé các bác nhé. Chồn rời này, toàn cứ xếp đẹp này các bác này. Một cây này. Hai này. Ba này. Toàn cứ xếp đẹp nha các bác nhé. 4 này. 5 này. Nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà xếp rất là đẹp các bác. 6 này. Rất đẹp nha các bác nhé. 6 này. 7 này. Cây này cây thứ 8 nhá. 8 cây. Mã số 1 của em có giá là 160.000 nhá các bác nhá. 160.000 cho mã số 1. Mã số 2 này. Hàng thuần nhá các bác nhá. Mã số 2 nhá. Mã số 2 này, hàng thuần này. 280.000 nhá các bác nhá. 280.000 cho mã số 2. Chồn thuần nhá các bác nhá. Mã số 3 này các bác này. Mã số 3 này. Một giò này. Đẹp chưa các bác? 1 cây 2 3 4 5 cây chồn, 5 cây chồn xếp đẹp nhá các bác nhá. Với cả u lồi này. Một thân này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 8 9 10 thân. 10 thân u lồi nhá các bác nhá. 10 thân nhưng mà mấy thân này nó hơi bị gập một tí nhá các bác nhá. Có mấy thân đây nó hơi bị gập một tí nhá. Đấy, không biết có phải 10 không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thân. 10 thân u lồi nhá các bác nhá. Có mấy thân đây nó hơi bị gập nhá. Em phải nói rõ trên video nhá. Đấy. Mã số 3 của em có giá là 500.000 nhá các bác nhá. Cả u lồi, cả chồn nhá. Đấy, mã số 3 500.000 nhá các bác nhá. Cả u lồi cả chồn. Mã số 4 này các bác này. Một giò hạc vĩ siêu đẹp này, đang xuống lá rồi nhá các bác nhá. Một giò hạc vĩ rất là đẹp đây, đang xuống lá nhá. Xuống lá đợi hoa nhá, rất là dài đây nhá các bác nhá. Rất là dài luôn. Mã số 4 của em có giá là 500.000 nhá. 500.000 cho mã số 4 nha các bác nhá. Đấy. Hạc vĩ nha các bác. Mã số 5 này các bác này. Đây là một giò tam bảo sắc nhé. Tam bảo sắc này. Mã số 5 của em có giá là 250.000 nha các bác nhé. 250.000 cho mã số 5. Tam bảo sắc nha các bác nhé. Mã số 6 này các bác này. Mã số 6 là một giò đen rô đỏ nhá. Đen rô đỏ đây. Thân rất là dài luôn. Mã số 6 của em có giá là 300.000 nha các bác nhá. 300.000 cho mã số 6 này. Đen rô đỏ chót nha các bác nhá. Mã số 7 này các bác này. Mã số 7 là một giò kiều siêu tím này. Cái này thì nhìn ở đây nó lóa lóa trông vậy thôi. Nhưng mà nhìn thực tế là nó rất là tím. Đấy. Mã số 7 nha các bác nhá. Mã số 7 này, cái này thì hôm qua em đã đăng em bán. Em bán 450.000 rồi. Em nói thật các bác chứ. Cái này là em đã mua vào là 400.000 rồi. Kiều siêu tím này. 400.000 này. Hôm qua các bác trả em 400.000. Em không có một tí công nào cho nên là không thể nào bán được các bác nhé. Đấy. Mã số 7 của em có giá 450.000.
mã số 8 này các bác này. Mã số 8 đây là một giò kiều tím miền Trung nhé. Mã số 8 của em có giá 300.000. Kiều tím miền Trung nhé các bác nhé. Mã số 8. Mã số 9 này các bác này. Mã số 9 này một giò kiều vuông Lộc Bắc nhé. Kiều vuông Lộc Bắc nhé. Có giá 250.000 cho mã số 9. Kiều vuông Lộc Bắc. Nguyên rẻ rất đẹp này, nó thuần như này thì các bác cứ yên tâm nhé. Mã số 9 của em có giá 250.000. Mã số 10 này các bác này. Một giò kiều trắng này. Rất nhiều thân, không ít thân đâu nhé các bác nhé. Mã số 10 của em có giá 300.000 nhé, kiều trắng nhé. Giá 300.000 cho mã số 10 này. Mã số 11 này cũng là kiều trắng này các bác này. Thân đẹp chưa? Cũng có giá 300.000 nha các bác nhé. Mã số 11 nhé. Mã số 11 của em cũng có giá 300.000, kiều trắng nhé. Mã số 12 này các bác này. Mã số 12 này, đây là một giò kiều vàng nhé. Kiều vàng lẫn cả kiều mỡ gà nhé các bác nhé. Mã số 12 của em có giá là 250.000 nhé các bác nhé. 250.000 cho mã số 12. Mã số 13 này các bác này. Một giò kiều mỡ gà nhé. Mỡ gà nhé các bác nhé. Mã số 13 nhé. Của em có giá là 350.000. 350.000 cho một cái giò kiểu mỡ gà này nhé các bác nhé. Đấy, nó nhìn này. Cho mã số 13. Kiểu mỡ gà vàng rực luôn nhé các bác nhé. Kiểu này kiểu mỡ gà Điện Biên. Mã số 14 này các bác này. Mã số 14 này là một giò cáo này. Mã số 14 của em có giá là 250.000 nhé các bác nhé. 5 cây. Hoa năm vừa rồi rất là đẹp luôn. 250.000 nhé các bác nhé. Cho mã số 14. Mã số 15 này các bác này, một giò hoàng thảo vôi này. Mã số 15 này. Giò hoàng thảo vôi nhỏ nhỏ xinh xinh như này nhé. Có giá là 200.000 nhé các bác nhé. 200.000 cho mã số 15. Mã số 16 này các bác này, vẫn là hoàng thảo vôi này. Cũng có giá 200.000 nhé các bác nhé. Cũng có giá 200.000. Hoàng thảo vôi nhé các bác nhé. Mã số 16. Mã số 17 này các bác này. Mã số 17 nhỉ. Châu nhé các bác nhé. Châu rừng Buôn Đôn nhé. Mã số 17 nhé. Nó như này nhé các bác nhé. Đấy. Mã số 17 của em có giá 400.000 nhé. Hai cây châu rừng Buôn Đôn rất là đẹp này. 400.000 cho mã số 17. Mã số 18 này các bác này. Hai cây VIP chưa? Hai cây này cực chất luôn nhé các bác nhé. Đấy. Cái này này các bác này, nhìn bản lá này.
bốn ngón tay của em còn lọt hoàn nhá. Có giá là 500.000 nha các bác nhá. 500.000. Mã số mười mấy nhà các bác nhỉ? Đấy. Mã số 18 nha các bác nhá. Mã số 18 của em có giá là 500.000 nha các bác nhá. Mã số 19 này các bác này, 3 cây này. Mã số 19 này. 3 cây như này nhá. Có giá là 600.000 nhá các bác nhá. 600.000 cho mã số 19 này. Đấy, 3 cây. Đây, nó như này nhá các bác nhá. Như này. Mã số 19 600.000 nhá các bác nhá. Mã số 20 này các bác này, một giò trầm tím nhá. Mã số 20 của em có giá là 200.000 nhá các bác nhá. 200.000 trầm tím nhá các bác nhá. Mã số 21 này các bác này. Hạc quỹ thiên cung nữ bố này. Hạc quỹ thiên cung nữ bố nha các bác nhá. Mã số 21. Có giá là 180.000. 180.000 cho cái giò mã 21. Mã 22 này các bác này, một giò long tu xuân này. Long tu xuân mã số 22 nha các bác nhá. Có giá 250.000. Mã số 22 long tu xuân nhé các bác nhé. Một cái bản như này nhé. Có giá 250.000. Mã số 23 này các bác này. Mã số 23. Đây là một giò giả hạc hoa hồng đỏ nhé các bác nhé. Hoa nó đỏ chót nhé. Có giá 200.000 cho mã số 23. Đấy. Mã số 24 này các bác này. Long tu xuân nhé. Mã số 24 có giá 350.000 nhé các bác nhé. Một bảng long tu xuân rất là to như này nhé. Có giá 350.000. Mã số 25 này các bác này, một giò hài đuôi công này, to bự như này nhá. Đấy, hài đuôi công đây, hoa của nó đây nhá các bác nhá. Hoa của nó rất là bền luôn. Có giá là 300.000 nhé các bác nhé. Cho mã số 25. 300.000 cho mã số 25. Mã số 26 này các bác này. Một giò hoàng thảo vôi này các bác này, to bự như này luôn nhé. Mã số 26 của em có giá 350.000 nhé các bác nhé. 350.000 cho cái giò hoàng thảo vôi này, to như này nhé. Vôi hoa rất đẹp. Những cái cây như này thì em nói rõ với các bác là nó đã thắt ngọn rồi, nó đang chuẩn bị xuống lá nhé. Đấy, về đến tay các bác mà khi mà các bác nhận hàng ấy thì có thể là nó vàng lá nó rụng lá thì không vấn đề gì hết đâu nhé các bác nhé. Em phải nói rõ trên video với các bác là như vậy nhé. 350.000.
Rồi, trên đây toàn bộ cái video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào các bác.